Đấy, mà thấy không? Đèn trên và đèn dưới cực kỳ sáng. Hello mấy bạn, đây là mình đây, 360 xe ha. Chiếc xe này không phải là của nhân vật của ngày hôm nay. Chiếc xe đang được đánh nhám và sơn lại để cho cái phần thứ ba của series Museum 100 xe giúp. Thì hôm nay tụi mình đi ra ngoài gara vì có việc gì. Ok, để nó đi không? Con nó đi. Đây, anh bạn này là bé bự này là chủ xe nha. Chủ xe của chiếc này. Chiếc xe máy 250 đúng không? 250. Xe 250 W204, máy i4 đời mới. Nhân vật của ngày hôm nay làm gì? Nhân vật của ngày hôm nay, anh chủ xe chạy xe đến và nhờ bên gara kiểm tra lại cái gầm bệ này nọ thì phát hiện ra là, nếu các bạn biết á, hiểu về xe, nó có cái phục nhúng ở đây nè. Cái phục nhúng nó gắn lên cái sườn xe. Thì để cái phục nhúng gắn lên sườn xe thì nó sẽ thông qua một cái miếng đệm bằng cao su. Thì cái cao su đó theo thời gian nó sẽ bị xẹp và nó kêu lục cục nha. Thì cái việc thay cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên là hiện tại là không có shop nào bán cho tụi mình được hết á, nên tụi mình sẽ tạm để đó nha. Và anh chủ xe sẽ thay trong một dịp khác. Rồi, thì tao muốn chia sẻ nhất cái xe của mày á Thông. Đi vô đi. Mở đèn lên nha. Chiếc xe này đã được anh Thông nâng cấp đèn LED full LED, tức là theo kiểu là tháo ra và sửa độ chế nha, chứ không phải là thay bóng như mình hay làm. Đấy, mà thấy không? Đèn trên và đèn dưới cực kỳ sáng. Để coi coi. Đấy, rọi lên cái đít xe mình là sáng trưng luôn, mặc dù bây giờ là giấc trưa luôn nha. Lần đó làm hết nhiêu không? Hả? 25 hả? Rồi, thôi được rồi, mở lên vậy thôi, vô đá pha cái đi rồi tắt xe. Đá pha cái đi rồi tắt. Ồ, mà sáng trưng. Rồi được rồi. À, các bạn thấy ha, thì chiếc này là máy i4 thì nó nhỏ nên nó, máy nó cũng hơi nóng nên khi vừa bật lên cái là không gian nó kín á thì cũng khá là bất tiện. Nó hơi ồn ào nhưng mà đi ra ngoài trời thì nó mát hơn nha. Thì sau khi mình coi cái phần gầm phía trước thì đây, nhân vật chính của ngày hôm nay sẽ là cái này. Cái này nó bị vấn đề gì? Đó là nếu các bạn hiểu á thì nó có một cái cọng cáp ở đây để kéo cái lẫy cửa, giống như các bạn nhìn thấy bên kia ha. Nó có một cái lẫy cửa thì khi các bạn kéo cái lẫy đó thì sẽ kéo cái cọng cáp để các bạn có thể mở. Thì cái miếng này nè, ở trên cái tắp bi cửa mà đang nằm ở trên xe mình á, lát nữa mình sẽ quay cho các bạn thấy, nó đã bị bể rồi. Tức là cái này nó gọi là sao ta, nó không phải là bị người ta phá, nhưng mà theo thời gian thì nhựa nó giòn thì nó bể, không có gì cả, các bạn tự sửa được nha. Thì trong cái việc mà trong quá trình mà tụi mình tháo cái tắp bi cửa này ra đó, tụi mình phát hiện ra cái này nó xài bằng hơi nha. Cái chốt cửa này xài bằng hơi, hình như không phải cáp luôn á, cáp hay hơi thì không rõ, mà nhìn rất là thẩm mỹ và đẹp luôn. Thì đây là bên trong của một chiếc, bên trong cấu trúc cửa của một chiếc W204. Module của nó thì lúc nãy mình rút hai cái này ra trên tắp bi cửa thì còn một cái này nó chờ để làm việc gì đó thì không biết. Tuy nhiên việc sửa chữa rất là đơn giản nha các bạn. Tháo tắp bi cửa, thực ra nó có hai con ốc ở đây nè. Hai con ốc này, đây, T30 nó bắt vô đây là giữ nguyên cái dạng tắp bi cửa, còn lại chỉ là nút nhựa thôi. Đó, các bạn tháo hai con ốc này ra là các bạn giật cái tắp bi cửa ra là xong. Tháo cái chốt này, tháo cái chốt cửa ra và, rồi, đi qua đây. Lát nữa mình sẽ tháo cái đó ra sau. Nó còn một miếng ở trên cái cửa. Thì đây là cái tắp bi cửa này các bạn. Đấy, rất đơn giản nha. Thì cái mà mình bị gãy là cái này nè. Đây các bạn thấy không? Và một chia sẻ thật sự với các bạn thì cái này nó chỉ thuần túy là nhựa thôi, nó không có gì ghê gớm cả. Nên rất may mắn khi anh chủ xe, anh Thông ha, chủ xe tên là Thông, thì mình sẽ giúp anh Thông hàn hai mấu vô hai chỗ này. Rất là đơn giản mà không cần phải mua một cái đồ mới này. Nếu các bạn không biết, nè các bạn thấy không? Nếu các bạn không biết, các bạn mua một cái này, sau đó các bạn tính công tháo lắp này nọ. Tao nghĩ mày đáng bao nhiêu? Đáng nhiêu Thông? Hả? Công thường tính công là một tiếng là khoảng 700 ngàn á. Nhưng mà mày đoán là cái bật tư đó khoảng bao nhiêu? Này không biết. Không biết hả? Thì nếu như kinh nghiệm của mình thường dự đoán á, với những cái hư hỏng liên quan đến cái cửa như thế này đó, và tháo tắp bi rồi làm này nọ rồi mua đồ á, thì mình nghĩ rơi vào khoảng 2 triệu. 2 hoặc 3 là con số chấp nhận được đối với gara và đáp chấp nhận được với những người không biết. Tuy nhiên tụi mình là những người biết và tụi mình đang chia sẻ với các bạn, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm với cái này nha. Lưu ý nha, trước khi mình hàn hai cái này thì mình sẽ quay lại
mình quay lại cái cửa, tại vì có một món đồ nó còn nằm lại ở trên này mà mình quên tháo ra. Xin lỗi các bạn, trời hơi tối nha, tại gara phải đóng khép khép cửa. Các bạn phải rút cái miếng trắng này ra nè, rút cái miếng trắng này ra và đem cái miếng trắng này nhét qua bên đó rồi mới hàn lại. Ok, vậy đi, bây giờ mình sẽ rút ra và đem qua gắn, sau đó mình hàn thì các bạn sẽ nhìn thấy nha. Rồi tiếp tục nha các bạn, bây giờ tụi mình đã set up xong hết rồi thì sẵn tiện có một cái góc rất là hay ở đây, đó là đâu, sản xuất ngày không biết là 0308, tức là 3 tháng 8 hay 8 tháng 3, nhưng mà thấy 09 là thấy là á kia 809 2009 kìa. Ừ. Nói chung là cũng cái tắp bi cửa là sản xuất người ta từ thuở 2009 tới giờ còn nguyên bản hết nè các bạn. Nhìn tổng thể nè, xin lỗi nha, nãy mình quay bị sai. Thì một lát nữa đó mình sẽ thay cho anh Thông những cái này luôn nha. Rồi Thông Thông cầm cầm cái máy đi. Cẩn thận cái tay mày á. Rồi. Mày quay anh đi. Thì ngồi xuống đi. Thì như bạn nhìn thấy ha, những cái nhựa này nó đã cũ hết rồi. Thì sẵn tiện tháo ra, gắn đồ mới vô luôn. Đó. Thì trước khi làm cái đó thì tụi mình sẽ làm cái này. Đây. Tho đủ đồ sáng không mày? Đồ sáng dùm vô. Dùm vô thấy đây nè. À thấy rồi, đẹp. Đó, thì cái cách làm nó sẽ là như vậy. May mắn là gãy cái này chứ đứt cáp thì thật ra đứt cáp là thua luôn á, đứt cáp là đâu có cách nào đâu. Hơi ngược tay các bạn thông cảm nha. Dính một tương đối rồi đó, nó chảy nhựa ra đã dính rồi đó. Giờ mình sẽ làm tiếp một mặt ở phía dưới nữa. Không, chỉ cần quay trên đó thôi Thông. Thấy được cái này nó chảy nhựa ra là được. Nóng lắm luôn á. Rồi, đó, sau khi mình thấy nó đã nóng rồi, nó ăn trong nhựa đó thì tụi mình sẽ tháo cái giật cái này ra. Ok ha. Rồi, đưa cái máy lại đây. Mình sẽ quay cho mọi người thấy. Tức là đầu tiên là mình đấy, mình zoom lại rồi nha. Đầu tiên mình sẽ dùng cái này để mình hàn nhựa cho nó chảy cái nhựa ở phía trên ra. Sau đó mình dùng cái này mình ghim xuống phía dưới mà nó cũng ghim lại luôn. Thì bây giờ tụi mình sẽ lấy keo AB để thoa lại cái vị trí này. Hơi khó nha các bạn. Đó, tụi mình sẽ thoa lại cái vị trí này là nó sẽ bám chắc luôn, và cái kia cái móc ngàm nó sẽ móc thẳng vô đây và nó bình thường là như cũ nha. Rồi. Xin lỗi các bạn, cái này nó quay hơi bị thiếu focus quá. Rồi, đây các bạn ha, thì ở đây là mình nhớ bạn biết là mình hay có cái máy khoan nè. Thì nó đi kèm cái máy khoan đó là cái mũi khoan, cái máy này là motor và nó có một mũi khoan và mũi mài, mũi cắt ha. Thì hiện tại là tụi mình đã cắt những cái dư ra rồi. Nói chung là cái này cũng không cần thẩm mỹ lắm đâu, nhưng quan trọng nhất á, cái mũi mài á là mình đã mài cho tròn cái lỗ rồi, thấy không? Đấy, thì bây giờ nó đã cứng rồi, nó nguội nhựa rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Nguội rồi, cứng rồi nè. Thì bây giờ tụi mình sẽ đem cái này đến gắn vô trong xe. Rồi, đi thôi không? Để đi. Đi. Nè, ô quên, chưa. Mấy thằng quỷ. Mày không nhắc, nè mày cầm cái này của anh đi, quay giùm anh đi, rồi quên thứ, ủa nó kêu ra làm mày làm tới nơi tới chốn mà. Rồi, để áo mày ngồi sau lưng á. Này sao ta, à đó rồi. Đơn giản không, tháo mấy cái ngày ra xong cái mình gắn cái mới vô thì sẵn tiện làm tới đâu rồi thấy cũ rồi thay mới luôn. Rất là đơn giản. Quan trọng nha, các bạn để ý nè, đồ zin chưa chắc là ngon nha, đồ zin nó chỉ là như vậy thôi. Còn những cái đồ aftermarket ngoài nó giống như vậy thì nó có thêm cái miếng chêm để nó êm khi mà ghim cái này vô trong cái sườn xe đó, nó sẽ êm cái xe nha. Rồi, các bạn thấy làm như vậy thì lấy của anh Thông bao nhiêu là được, hay là lời lãi tình cảm thôi? Đã không?
Hả? Lấy này lấy nhiều được. Hay đó, mấy của Bình Nhất anh còn thiếu hay gì? Ủa, hay quá. Ủa, không, mày cầm đi. Ủa, em cười đó. Đi, qua đây. Rồi. Đưa cán lại này. Để anh cầm cho. Đưa cái rồi đó đèn flash cho mày đi. Các bạn để ý nha, khi mà tháo cái này ra thì phải tháo cái miếng nhựa che cửa cái nha. Rồi. Thì bây giờ tụi mình sẽ tiến hành gắn vô. Thì sao nhỉ? Chắc mày khỏi cần cái điện thoại mày đâu. Trời tối. Thấy không? Ừ. Mình sẽ ghim cái này trước nè. Đấy, đơn giản ha. Tiếp theo là mình sẽ ghim cái này. Vậy mà cái này vô luôn, còn nếu mà không vô được thì mình sẽ bỏ luôn cái miếng nhựa màu trắng. Đó là hy vọng hoặc là cách xử lý thôi. Hy vọng là gì? Đấy, thấy chưa? Xong rồi nè. Sau khi ghim xong, chúng ta sẽ kéo test. Rồi, mình sẽ thử kéo bên ngoài cái. Rồi, ok chưa? Vì cuối cùng là thông mày đứng hướng này nè, để quay nè, ghim mấy cái bàn điện lại. Đây cầm cầm nè. Mạch điện hình như nằm ngửa thì phải. Nè các bạn để ý nha, màu xanh thì theo màu xanh nè. Màu đỏ thì theo màu đỏ nè. Đó, xanh lá thì theo xanh lá. Rồi sau khi các bạn xong hết tất cả các mặt rồi thì các bạn sẽ bắt đầu móc cái này lại. Được chưa? Đấy, nghe tiếng là ok rồi đó. Rồi, ngồi xuống đây nè, nhìn đây nè. Các bạn sẽ phải so, thấy không? Kênh thấy cái nào? Mình sẽ để vô từng cái. Nhưng mà vô khoảng chừng 1-2 cái là tự động toàn bộ mấy cái còn lại nó vô à. Nghe cạch cạch vậy là xong rồi đó. À, chưa. Nó còn cái này. Thấy không? Lúc nãy nó hở, nhưng sau khi mà mình nâng nó lên một tí xíu mình móc nó vô, tại cái cấu trúc của tắp bi cửa rồi nó móc vô thành cửa nha, thì nó ok rồi đó. Giờ mình sẽ bọc cái này lại. Cái này nó sẽ được đè lên, nó phải hơi nghiêng một chút mới được. Lát nữa mình sẽ lấy một món đồ để mình đẩy nó, cái phần nhựa này sẽ ghim vô bên trong. Để thử coi vô được. Không được rồi. Đấy, vô rồi đó. Nó hơi hằn cái vết nhựa lên tí, mà cái này chạy thời gian nó sẽ phồng lên lại thôi. Nên không sao cả. Nha. Rồi, toàn bộ phần còn lại. Toàn bộ phần còn lại là tụi mình sẽ gõ. Sau đó tụi mình sẽ bắt hai con ốc này. Là xong chuyện đối với cái tắp bi cửa này. Đấy. Thôi để mình tháo ra làm lại cho nhỏ nha. Thôi hy vọng các bạn có thêm kinh nghiệm về việc tháo tắp bi cửa, còn cái việc làm lại cái này thì mình sẽ tiến hành sau khi kết thúc clip nha. Bye bye các bạn. Hello mọi người đi thông. Hello mọi người cái đi. Chào. Hello. Đó. Thì tưởng là clip hết nha, nhưng mà thật sự là sau khi tụi mình vật lộn với mấy cái dây rút, bước cẩn thận có mấy con ốc dưới kìa. Thì tụi mình đã hoàn chỉnh việc lắp đặt lại cái tắp bi cửa và cái này. Như bạn nhìn thấy nha. Hiện tại đã đang mở nha. Mở đi thông. Ok chưa? Rồi. Bây giờ bổ sung thêm, tại lúc nãy tụi mình chỉ sử dụng có 2 cọng dây gút, thì hiện tại tụi mình sử dụng 4 cọng dây gút là nó và nó đã hoạt động bình thường. Đây mình sẽ khóa cửa nha. Rồi, mình sẽ mở cửa nè. Thấy không? Các bạn thấy không? Nó mới bung lên nè. Bây giờ mình sẽ đóng cửa lại để cho các bạn thấy là thực sự là nó hoạt động nha. Đang mở. Ok. Đóng cửa. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ mở cái ngàm ở bên trong. Đây cái ngàm nè. Đấy. Xong rồi. Thông ảnh cho anh Thông. Thông ảnh ha. Rồi, người mập mạp đỡ mồ hôi giống như mình luôn. Rồi, thật sự chào các bạn ở đây nha. Bye bye các bạn.